Lời nói đầu tiên xin thay mặt cho đơn vị trường mẫu giáo Ô Lương Vĩ gửi đến ban giám khảo, ban tổ chức, quý vị đại biểu, quý khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đến với hội thi hôm nay, đơn vị chúng em xin tham gia với chủ đề bé và quê hương. Với chủ đề này giúp chúng ta thấy lại nét đẹp của con người trên quê hương đất nước Việt Nam. Và sau đây, bé và quê hương xin được phép bắt đầu. Mở đầu chương trình, song ca bài hát Lý Kéo Chài, dân ca Nam Bộ qua phần trình bày của hai bé Bích Trâm và Ngọc Cường cùng nhóm múa Minh Họa. Mời quý vị cùng thưởng thức. Lên cái số 1. Ê, lên cái số 1. Chưa.
Đơn ca ngày đầu tiên đi học, tác giả Nguyễn Ngọc Thiện sẽ nói tiếp chương trình qua giọng hát của bé Phương Trà cùng nhóm múa Minh Họa. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Thở còn thơ, ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Quê hương là nơi ta sinh ra lớn lên và có những kỷ niệm tuổi thơ im điềm. Vâng, bài múa quê tôi, tác giả Anh Minh, qua sự trình bày của đội múa trường mẫu giáo Ô Long Vĩ. Mời quý vị cùng đón xem.
Thầy cô cho em mùa xuân, tác giả Vũ Hoàng sẽ khép lại chương trình văn nghệ hôm nay. Mời quý vị cùng thưởng thức. Những bạn nào nghe phần dự thi của đơn vị chúng em. Một lần nữa, em xin kính chúc mọi người năm mới những thành công mới. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Xin trân trọng kính chào.